Làm thế nào để khơi dậy niềm đam mê đọc sách ở trẻ em? Đây đang là vấn đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm trong thời gian gần đây khi sự lên ngôi của các trò chơi điện tử, mạng xã hội đã và đang tác động không nhỏ đến thói quen sinh hoạt của các em. Với cùng đuổi băn khoăn như vậy, một cô giáo về hưu tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã có cách làm riêng để truyền cảm hứng đọc sách cho các em nhỏ, tạo không gian để các em làm bạn với sách. Đều đặn vào buổi thứ bảy chủ nhật hàng tuần, sân vườn nhỏ của cô giáo Lê Thị Châu tại số nhà 158 đường Nguyễn Văn Vinh, quận Sơn Trà lại trở nên rộn ràng khi các bạn nhỏ tập trung về đây để đọc sách. Với phương châm của người mới ta, cô giáo Châu khuyến khích các bạn nhỏ mang sách cũ để đổi sách mới. Điều này không chỉ giúp các em hiểu được giá trị của sách mà còn giúp các bạn nhỏ giao lưu, trao đổi kiến thức qua từng đầu sách đã đọc. Dạ, lúc trước là con không có thích đọc sách. Nhưng mà sau khi tham gia lớp học của cô Châu thì con thấy là họ đọc sách rất là vui, nên là con bắt đầu dần cảm thấy rất thích đọc sách. Mỗi khi mà con không có công việc ý kiến thức là con sẽ ra đây mượn sách cô Châu về đọc. Nghỉ hưu đến nay đã gần 10 năm, cũng chính là gần ấy thời gian, cô giáo Lê Thị Châu kiên trì kêu gọi, vận động các bạn nhỏ trong khu dân cư đến nhà để đọc sách. Đến với những buổi sinh hoạt chung, các bạn nhỏ được cô Châu tư vấn chọn đọc những cuốn sách hợp lứa tuổi, truyền đạt cách đọc sách đúng phương pháp. Và niềm hạnh phúc của cô giáo về hưu chính là được nhìn các độc giả nhí say sưa bên từng trang sách. Ngoài sách ra chúng tôi cũng có những cái là sách học nữa. Có nhiều em điều kiện không có điều kiện để mà mua những cái bộ sách mới của năm mới, thì chúng tôi với là cũng là vận dụng xin những cái bộ sách mà các em đã dùng qua rồi, với mẹ em năm nó học lớp 5 thì chúng tôi xin và cho tiếp tục cái lần luân phiên như vậy để cho các em có cái hoàn cảnh khó khăn là có những cái bộ sách mới để đi học. Thấy niềm đam mê sách từng ngày được vun vén nơi các con, nhiều phụ huynh cảm thấy vui mừng và cảm phục trước việc làm đầy ý nghĩa và sâu sắc của cô giáo Lê Thị Châu. Chị Châu mở ra cái lớp học này nó rất là ý nghĩa. Thứ nhất là để cho cháu nó bỏ bớt cái thời gian mà xem game, xem các cái điện thoại. Cái thứ hai nữa là nó học được, nó đọc được những cái sách có bổ ích cho nó. Trong thời đại số phát triển hiện nay, việc đọc sách không còn là phương thức tiếp cận thông tin phổ biến. Tuy nhiên, đọc sách truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng và mang giá trị bền vững. Những việc làm ý nghĩa của cô giáo Lê Thị Châu sẽ giúp các em ý thức được tầm quan trọng của sách, tạo dựng văn hóa đọc và qua đó hướng các em đến tới những điều tốt đẹp, nhân văn và nhiều cảm xúc.